Cám chim đất Việt xin chào tất cả các bạn. Hiện tại hôm nay mình chia sẻ với các bạn mẫu lồng giả tứ xuyên rất là đẹp. Đây là cái mẫu lồng chuyên dùng dành cho chim họa mi. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể là dùng cho cả chim khứu nữa. Thì cái lồng này mình đặt size 33. Các bạn đang nhìn thấy ở đây. Lồng làm rất là đẹp, cẩn thận, tỉ mỉ. Đấy. Và một cái ưu điểm của lồng này là mình thấy nó rất là thoáng. Những con chim mình dễ dàng quan sát và thích hợp với cả chim thuần lẫn chim bổi. Chim thuần thì chúng ta dễ dàng mang đi dãi dượt. Còn chim bổi chúng ta nuôi nó lại rất là nhanh đứng. Đây là với ưu điểm của chiếc lồng như thế này. Quan sát con chim rất là dễ. Đấy. Và đặc biệt là mình có đặt cả cái chiếc lồng này với cái vanh xếp rất là hợp lý. Đấy, các bạn thấy đấy, khi cài cái cầu vào đây, nhìn nó rất là vừa phải. Và cái độ cao từ cầu lên đến nóc tầm khoảng hơn một gang tay. Thực sự là rất là phù hợp, nhốt con chim nhìn nó rất là thoáng. Đấy, qua quá trình thực tế trải nghiệm mình mới thấy là như vậy. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá. Đấy, các bạn thấy nó phân bố cái vanh này rất là hợp lý, nhốt con chim rất là thoáng. Đây, các bạn thấy đây. Với một chiếc lồng như bên cám chim đất Việt thì các bạn đang thấy ấy, lồng sẽ bao gồm móc đồng này, móc đồng và đốt trúc đẹp. Đây, các bạn đang thấy ở đây. Đấy. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Thứ hai là nậm, nậm thì mình lắp hai bộ vào đây, như nậm này nậm gỗ hương này, lắp hai bộ vào đây nhìn rất là đẹp. Đấy. Đấy. Dưới này. Nó sẽ có một cái khay phân nhựa. Đấy. Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, mình đã lắp chốt ở giữa này, xoay một cái là ra luôn. Đấy, như các bạn đang thấy ở dưới này, xoay một cái ra luôn, rất dễ dàng tháo lắp. Đây có bàn chơi của nó này. Đấy, cầu nửa tàu này. Đấy. Ngoài ra thì sẽ có cái áo lồng vải loại đẹp này. Đấy. Đây mình toàn đặc biệt với họa mi thì mình sử dụng cái áo màu đỏ rất là đẹp. Đấy. Thử cho các bạn luôn. Vải loại đẹp, mịn. Đấy. Màu đỏ này nó cân bằng ánh sáng rất là tốt. Đấy. Bên ngoài đây, kéo xuống cho các bạn thấy. Rồi, rất là mịn. Đây, các bạn có thể thấy. Đúng không ạ? Cái chất vải đây, các bạn đang nhìn thấy đây. Đấy. Mình sử dụng một khóa như thế này, nó kín nóc luôn. Đấy, kín luôn, đấy, rất là đẹp. Cái chất vải này các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Vải rất là mịn, đấy, mềm, mà không có lo mắc móng gì cả đâu nhé. Rất là yên tâm, mình đang trải nghiệm thực tế sử dụng ở nhà rồi. Đấy. Ngoài ra thì khi sử dụng cái lồng này thì các bạn sẽ được tặng thêm cả một cái bộ cống nhựa này như này nữa, về chính chung thì được dùng thôi. Vậy thì bạn nào có nhu cầu chiếc lồng này thì liên hệ trực tiếp với cám chim đất Việt theo cái địa chỉ và số điện thoại mình đang cung cấp ở trên ảnh này, 0908070555 và 0944114410, Định Công Hoàng Mai, Hà Nội. Mình có ship toàn quốc. Ở gần thì qua nhà mình, ở xa thì có tính thêm phí, thì các bạn cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại giúp mình cho nó dễ nhá. Hoặc là theo dõi thêm trên cái kênh YouTube Cám Chim Đất Việt hoặc là Facebook Cám Chim Đất Việt. Đấy. Đây, mình hiện tại đang ngồi cắt cầu chuẩn bị lồng này. Thực tế nhà mình cũng đang sử dụng rất là nhiều chiếc lồng này. Đây là cái mẫu lồng mà mình rất là thích. Đấy, rất là thích. Cạnh cái móc đồng mà các bạn có thể nhìn thấy. Nói chung là rất là hợp lý sử dụng cho họa mi thuần dãi dượt đi chơi hoặc là kể cả chim bổi cũng rất là hay. Đấy. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh Cám Chim Đất Việt, và nếu có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình vừa cung cấp. Cảm ơn tất cả các bạn.